Hello, chào mừng các bạn chơi được của mình. Hôm nay mình sẽ trò Mario Party do top 100 nha các bạn nha. Mình sẽ đấu với con bút từ nó to này. Ok. Đâu, ok. Con Mario nào. Ai nhỉ? Em tức giận rồi. Đọc cầu đấy. Nhanh thế nhỉ. Ui, tí là nào ở đầu một lần. Mà đi đâu tao nữa. Ui, thật kia là flip. À, ok, mà không win được, không hơn được điểm anh nó nha. Nó vẫn thua mình nha. Ít điểm hơn. Xem nào. Ok. Ok, trò tiếp theo nha. Trò chơi ở ngoài bãi biển luôn. Ok. Start. Phải chơi lại game này mới được. Lại nha. Start. Finish. Win. Ok, game mới nha. Chơi đến đỉnh cửa. Oh, nhầm. Cửa màu đỏ. Bên tay trái. Ok luôn. Start. Ok, win. Ok, tiếp theo cháu lên leo núi nào. Start. Win luôn. Finish. Ok, trò chơi tiếp theo nào. Start. Mario win. Okay.
Ok, tiếp tục trò chơi bê đá qua khe núi nha. Ui giời. Ok. Start. Chơi lại nè. Lại game này nha.